mùng 3, mùng 4, mùng 5 Tết, cứ hóa vàng mã 3 giờ này, cả nhà được lộc trời cho, giàu sang phú quý, đếm tiền mỏi tay. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, sau 3 ngày Tết, chúng ta bắt đầu thực hiện một cái nghi lễ, đó là nghi lễ hóa vàng mã. Và cái việc hóa vàng mã, chúng ta cũng nên chọn ra những giờ lành, tháng tốt để công việc nó được thuận buồm xuôi gió, cũng như là để gì? Chúng ta có thể chủ động hơn trong cái công việc là thờ cúng. Thưa quý vị, cái dịp lễ hóa vàng mã thì nó sẽ thường diễn ra vào cái ngày mùng 3 Tết, sau ngày mùng 3 Tết. Sau khi mà 3 ngày Tết ấy, mời các cụ về ăn Tết rồi thì chúng ta bắt đầu thực hiện cái nghi lễ này. Vậy thì cái lễ hóa vàng mã Tết Giáp Thìn sẽ diễn ra vào cái giờ nào để chúng ta có thể tiễn gia tiên về cõi âm? Trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những giờ tốt để chúng ta thực hiện cái việc này trong ngày mùng 3, mùng 4 và mùng 5 Tết. Không phải ai cũng bắt đầu là lựa chọn ra ngày mùng 3, vì là chúng ta sẽ còn rất nhiều cái việc khác để chúng ta gì. Có người thì muốn là gì, các cụ ở lâu hơn, ngự được lâu hơn để ăn Tết cùng con cháu, nên là thường chọn cái ngày muộn hơn ngày mùng 3. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu tìm ra những cái giờ tốt, ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc hóa vàng mã nhé. Thưa quý vị, cái việc hóa vàng mã để tiễn đưa các cụ vào trong ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5 Tết ấy, thì thường được chọn vào những cái giờ hoàng đạo. Trong dịp Tết Nguyên Đán thì ngoài lễ cúng giao thừa và cúng 3 ngày Tết thì cái lễ hóa vàng mã cũng được các gia đình rất là chú trọng khi mà tiến hành. Đầu tiên, trước khi tìm ra những giờ tốt để hóa vàng mã, chúng ta cũng phải tìm hiểu về cái ý nghĩa của lễ hóa vàng mã ngày Tết. Quý vị thân mến, cái phong tục tập quán của người Việt, cái lễ hóa vàng mã ngày Tết chính là cái lễ cúng tổ tiên, tiễn tổ tiên, ông bà, hay còn gọi là được gọi là cái gì? Cái mâm cơm cúng gia tiên. Từ ngày 30 Tết đón các cụ về với gia đình để ăn Tết, thì nay cũng làm cái mâm cơm để tiễn các cụ về cõi âm. Ngoài ra, cái lễ hóa vàng mã nó cũng chính là cái lễ tỏ lòng biết ơn đến các chư vị thần linh, tổ tiên, ông bà trong nhà đã về đón Tết, cũng như là gì? Về với gia đình, hy vọng có một năm mới được thuận lợi, suôn sẻ, hanh thông. Trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ sử dụng cái tài liệu là Ngày Tốt Toàn Thư để tìm ra cho quý vị và các bạn về những ngày lành tháng tốt để chúng ta tiến hành công việc này. Đó. Thứ hai là chúng ta cùng chọn ra những giờ tốt để chúng ta hóa vàng mã. Đó. Thì thông thường thì hóa vàng mã người ta đã thực hiện vào trong 3 ngày, mùng 3, mùng 4 và mùng 5 Tết. Đó. Thì để chọn ra cái giờ tốt thì quý vị hãy mở trang sách 127 nhé. Trang 127 để chúng ta có thể là gì? Chọn ra những cái giờ lành tháng tốt để tiến hành công việc nó được thuận lợi, hanh thông và may mắn. Đó. Thì đầu tiên chúng ta cùng xếp về cái ngày mùng 3 Tết, đúng không ạ? Thì giờ tốt để hóa vàng mã trong ngày mùng 3 Tết, quý vị hãy mở trang 138 nhé. Nó là ngày Bính Ngọ, đúng không ạ? Đầu tiên là ngày Bính Ngọ, là ngày mùng 3 Tết. Thì để xếp ra cái ngày nào tốt, giờ nào tốt, đầu tiên chúng ta cũng phải xếp về cát hung trong ngày đã. Khi mà biết được cát hung trong ngày thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái giờ lành tháng tốt phù hợp với cái ngày đó. Ngày đầu tiên chúng ta xếp là ngày mùng 3 Tết. Ngày mùng 3 Tết thì nó rơi vào ngày 12 tháng 2 dương lịch năm 2024. Ngày này nó là ngày Bính Ngọ. Ngày Bính Ngọ, ngày Bính Ngọ chúng ta có Bính Hỏa, Ngọ Hỏa đúng không ạ? Tức là gì? Can chi là tỷ hòa, là tương đồng. Nó là một ngày cát nhật. Nạp âm của ngày là Thiên Hà Thủy. Nó kỵ tuổi Canh Tý và tuổi Mậu Tý. Ngày thuộc hành Thủy thì khắc hành Hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý và Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa nhưng không sợ bị Thủy khắc. Ngày Ngọ thì lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất để tạo thành tam hợp hỏa cục. Ngọ thì xung với Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt hợi. Ngày hôm nay, ngày mùng 3 Tết thì có trực là trực định và có sâu tâm là cái bộ sao hung trong bộ nhị thập bát tú. Và trong cái thời gian này, ngày này thì nó vẫn là thuộc tiết lập xuân nhé, tiết lập xuân. Cái các thần trong ngày thì có Dân Nhật, Lâm Nhật, Minh Phệ, Mãn Đức, Nguyệt Tài, Nguyệt Ân, Nguyệt Đức, Tam Hợp, Thiên Mã, Thiên Xá, Thần Tại, Thời Âm, Thời Đức, Tứ Tướng và Đại Minh. Cái hung thần trong ngày thì nó có Bạch Hổ, có Chiên Nhật, có Hoàng Sa, có Hỏa Cách, có Ngũ Quỷ, có Phản Chi, có Tam Nương, Thiên Đồng và Thủy Ngân, Tội Chí. Đó.
và những giờ lành tháng tốt để chúng ta có thể tiến hành công việc khóa vàng mã trong cái ngày mùng 3 Tết thì bao gồm giờ sau. Giờ tốt đầu tiên chúng ta có là từ 9 đến 11 giờ. 9-11 giờ nó là giờ quý tỵ, đúng không ạ? Giờ tỵ thì có ngũ phủ, có nhật lộc, có kim tinh. Thì đây cũng là cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc này. Giờ tốt thứ hai là từ 13 giờ đến 15 giờ. Nó là giờ Ất Mùi. Giờ Ất Mùi thì có tứ đại cát thời, có lục hợp. Nên đơn giản là gì? Cái giờ Ất Mùi này nó cũng là một khung giờ tốt nhé. Từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ tốt thứ ba là từ 15 giờ đến 17 giờ. 15 giờ đến 17 giờ nó là giờ Bính Thân. Thì giờ Bính Thân thì có các cát thần như là có Hỷ Thần này, có Dịch Mã, có Tỷ Kiên. Đấy. Thì đây cũng là một cái khung giờ tốt. Hơn nữa cái giờ Bính Thân thì nó cũng là giờ Thanh Long Hoàng Đạo. Đâm ra nó cũng rất là tốt nhá. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ Đinh Dậu. Giờ Đinh Dậu thì nó có Minh Đường, đúng không? Nó từ 17 giờ đến 19 giờ. Nó là giờ có Minh Đường. Đấy. Có Thiên Ất Quý Nhân, có Thiên Xá, có Tham Lang, có Mộc Tinh, Thiên Binh, Thời Hình, Thiên Cương. Đó. Như vậy là gì? Cái khung giờ 17 giờ đến 19 giờ là cũng là một khung giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc khóa vàng mã. Thưa quý vị, nói chung ấy, nếu mà quý vị định tiến hành khóa vàng mã trong ngày mùng 3 ấy, thì quý vị cũng bỏ cái giờ tị này đi, đúng không? Vì sao? Vì là trong cái giờ này thì nói chung ấy, mời các cụ về ăn đủ 3 ngày Tết. Nếu mà quý vị có ý định khóa vàng mã trong ngày mùng 3 ấy, mùng 3 Tết ấy, thì quý vị nên chọn cái giờ Dậu. Hoặc là cùng lắm là giờ Thân. Chỉ nên làm trong 2 giờ này thôi. Vì là mình mời các cụ về ăn 3 ngày Tết mà đến sáng mùng 3 đã mời các cụ đi rồi thì xem chừng nó hơi thất lễ một chút. Vậy nên là quý vị nên làm một buổi chiều nhé. Nên làm một buổi chiều thì sẽ được cắt lợi may mắn nhiều hơn. Đó là cái ngày mùng 3. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến ngày mùng 4 Tết. Đó. Ngày mùng 4 Tết thì nó sẽ là ngày Đinh Mùi. Nó là ngày Đinh Mùi. Cái ngày Đinh Mùi thì nó rơi vào ngày 13 tháng 2 dương lịch. Đó. Cái ngày Đinh Mùi thì có can là gì? Đinh Hỏa sinh ra Mùi Thổ, vị chi là can chi là tương sinh, là cái ngày cát nhật. Đó. Nạp âm của ngày là Thiên Hà Thủy, nó kỵ cái tuổi là Tân Sửu và tuổi Kỷ Sửu. Cái ngày thuộc hành thủy thì khắc hành hỏa, đặc biệt cái tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành hỏa nhưng mà không sợ bị thủy khắc. Ngày Mùi thì lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi tạo thành mộc cục. Mùi thì xung với Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu, tam sát kỵ tuổi Thân, Tý, Thìn. Trong cái ngày Đinh Mùi này ấy, thì nó có sao Vĩ là cái sao cát trong bộ Nhị Thập Bát Tú. Và cái tiết khí của ngày mùng 4 Tết thì nó vẫn là gì? Tiết lập xuân. Đó. Các cát thần trong cái ngày hôm nay thì có gì? Có Trí Đức, có Kính An, có Kính Tâm, có Ngọc Đường, có Thiên Thành, Thiên Đức, Thời Tại, Tứ Tướng. Hung thần trong ngày thì có Bát Chuyên, có Giao Long, có Long Hổ, có Ngục Nhật, có Phân Hải, có Quỷ Khốc, Sơn Cách, Thiên Thượng Không Vong, đúng không? Có Thiên Ôn, có Thiên Địa Tranh Hùng, có Tiểu Hao, có Tứ Bất Trung. Đấy. Đó là cái ngày mùng 4 Tết. Và trong cái ngày mùng 4 Tết chúng ta sẽ có khung giờ sau. Giờ tốt đầu tiên nó sẽ là giờ. Nó giờ Quý Mão. Nó là 5 đến 7 giờ sáng là giờ Quý Mão. Giờ Quý Mão thì có Thiên Đức, có Bảo Quang, đó. Có Tam Hợp, có Mộc Tinh, có Ngũ Bất Ngộ, có Tuần Trung Không Vong, có Triển Lộ Không Vong. Đây là một khung giờ tốt để tiến hành gì? Công việc khóa vàng mã nhé. Tiếp theo cái giờ thứ hai là từ 11 đến 13 giờ, nó là giờ Bính Ngọ. Cái giờ Bính Ngọ thì nó có cát thần sau, có Ngũ Phủ, có Nhật Lộc, có Lục Hợp, có Tham Lang. Vậy chi là cái giờ Ngọ nó cũng là một khung giờ tốt để quý vị lựa chọn. Tiếp theo chúng ta có một giờ nữa, đó là 15 đến 17 giờ, nó là giờ Mậu Thân. Giờ Mậu Thân thì có Tư Mệnh Hoàng Đạo, đó, có Thái Dương, có Tả Phụ, vậy nên đây cũng là một khung giờ tốt. Tiếp theo giờ tốt thứ tư là giờ Kỷ Dậu. Giờ Kỷ Dậu thì nó có Thiên Ất Quý Nhân, có Phúc Tinh Quý Nhân, có Trường Sinh, có La Thiên Đại Tiến. Vậy nên đây cũng là một khung giờ tốt để quý vị tiến hành công việc là khóa vàng mã. Như vậy là trong cái ngày Đinh Mùi chúng ta có 4 giờ tốt, đúng không ạ? Là giờ Mão này từ 5 đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ, giờ Thân từ 15 đến 17 giờ và giờ Dậu từ 17 đến 19 giờ. Đó là 4 cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc khóa vàng mã năm 2024. Tiếp theo chúng ta xét đến cái ngày tiếp theo là ngày Mậu Thân. Ngày Mậu Thân thì nó sẽ rơi vào ngày 14 tháng 2. 14 tháng 2 là ngày Valentine, hoặc ngày lễ tình yêu. Và khóa vàng mã trong ngày này thì chúng ta sẽ có những giờ tốt sau. Thì để xét về cái giờ tốt khóa vàng mã, chúng ta cũng cần phải xét về cát hung trong ngày.
Chúng ta biết ngày Mậu Thân ấy, chúng ta mậu thổ thân kim đúng không ạ? Tức là thổ kim tương sinh, can sinh yêu chi. Nó là ngày cát, là ngày bảo nhật. Nạp âm của ngày nó là đại dịch thổ, kỵ cái tuổi Nhâm Dần và tuổi Giáp Dần. Cái ngày nó thuộc hành thổ, nó khắc hành thủy, đặc biệt cái tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy mà không sợ bị thổ nó khắc. Cái ngày Thân thì lục hợp với Tỵ, tam hợp với Tý và Thìn trở thành thủy cục. Thân thì xung với Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão. Ngày Mậu Thân này thì có trực là trực phá, và cái sao Cơ là cái sao cát trong cái bộ Nhị Thập Bát Tú. Và trong cái ngày Mậu Thân này nó vẫn thuộc tiết khí của tiết Lập Xuân đó. Và các cát thần trong cái ngày Mậu Thân thì bao gồm các sao sau. Nó có Dịch Mã, Giải Thần, Minh Tinh, Phổ Hộ, Thiên Hậu, Thiên Nhạc, Thiên Xá, Thất Thánh, Thần Tại, Trừ Thần và Đại Minh. Hung thần trong ngày Mậu Thân thì có các sao như là Ly Khoa, Nguyệt Kỵ, Nguyệt Phá, Ngũ Ly, Phục Thi, Quỷ Cách, Sơn Ngân, Thiên Lao, Thiên Thượng Đại Không Vong, Thiên Địa Tranh Hùng, Trạch Không, Đại Hao, Đổ Đãi. Và những giờ tốt trong cái ngày Mậu Thân ấy, bao gồm giờ sau. Đầu tiên là giờ Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ. Từ 7 giờ đến 9 giờ nó là giờ Bính Thìn, đúng không? Giờ tốt đầu tiên là giờ Bính Thìn. Giờ Bính Thìn thì nó có gì? Có Kim Quỹ, có Tứ Đại Cát Thời, có Tam Hợp, có Hỷ Thần, có Hữu Bật, có Minh Tinh, có Hỏa Tinh, có Thiên Binh. Đó. Tiếp theo cái giờ tốt thứ hai ấy, thì nó chính là giờ Tỵ, nó là giờ Đinh Tỵ đấy. Giờ Đinh Tỵ thì có gì? Thiên Đức Hoàng Đạo, có Thiên Xá, có Ngũ Phù, có Nhật Lộc, có Lục Hợp, có Tả Phụ, có Thủy Tinh, Hà Khôi, La Thiên Đệ Thoái. Giờ tốt thứ ba thì nó là giờ gì? Nó là giờ Kỷ Mùi. Từ 13 giờ đến 15 giờ thì nó là giờ Kỷ Mùi. Trong giờ Kỷ Mùi thì có Ngọc Đường Hoàng Đạo, có Thiên Ất Quý Nhân, có Tứ Đại Cát Thời, có Vũ Khúc, có Mộc Tinh, có Thiên Cầu Hạ Thực. Đó là những khung giờ tốt mà chúng ta có thể tiến hành công việc hóa vàng mã trong 3 ngày mùng 3, mùng 4 và mùng 5 Tết. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư. Và quý vị có thể học cách tự xem ngày, tìm ra cho mình những cái ngày tốt, giờ tốt để chúng ta chủ động hơn trong cái việc là gì? Chọn ngày giờ tiến hành mọi việc. Đó. Thưa quý vị, như vậy là tổng kết lại thì chúng ta sẽ có 3 ngày để hóa vàng mã. Đúng, ngày thứ nhất đúng, là ngày Bính Ngọ, ngày thứ hai là ngày Đinh Mùi và ngày thứ ba là ngày Mậu Thân. Nhưng mà ngày Mậu Thân ý, thì nó phạm vào Nguyệt Phá, vậy nên quý vị hạn chế nhé. Nếu mà gấp lắm thì có thể sử dụng ngày này được, còn không quý vị cứ làm vào trong ngày mùng 3, mùng 4 đúng, mùng 3, mùng 4 thì cũng đã là tốt rồi. Đó. Và những giờ tốt để hóa vàng mã các ngày thì như sau. Đầu tiên là ngày Bính Ngọ. Ngày Bính Ngọ thì chúng ta sẽ có 3 giờ tốt để chúng ta tiến hành hóa vàng mã. Một là 13 đến 15 giờ, hai là 15 đến 17 giờ và giờ tốt thứ ba là 17 đến 19 giờ. Quý vị không nên hóa vào buổi sáng nhé. Buổi sáng thì chúng ta vẫn đang mời các cụ về ăn 3 ngày Tết, chưa hết ngày mà đã hóa thì nó không được hay lắm, đúng không ạ? Tiếp theo, ngày thứ hai là ngày Đinh Mùi. Thì trong cái ngày Đinh Mùi chúng ta cũng có 4 giờ tốt để chúng ta hóa vàng mã. Giờ tốt đầu tiên là giờ Mão, từ 5 đến 10 đến 7 giờ. Giờ tốt thứ hai là giờ Ngọ, từ 11 đến 13 giờ. Giờ tốt thứ ba là giờ Thân, từ 15 đến 17 giờ. Giờ tốt thứ tư là giờ Dậu, từ 17 đến 19 giờ. Đó là 4 giờ tốt để hóa vàng mã trong ngày Đinh Mùi. Tiếp theo là trong ngày Mậu Thân ấy, thì chúng ta có 3 giờ tốt để hóa vàng mã, đúng không? Thì giờ tốt đầu tiên là từ 7 đến 9 giờ, nó là giờ Thìn. Giờ tốt thứ hai là 9 đến 11 giờ, nó là giờ Tỵ. Giờ tốt thứ ba là 13 đến 15 giờ, nó là giờ Mùi. Đó là những cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc hóa vàng mã trong cái ngày mùng 3, mùng 4 hoặc là mùng 5 Tết. Thưa quý vị, sau khi chọn được những cái giờ tốt để hóa vàng mã thì chúng ta cũng cần phải có một cái bài văn khấn để hóa vàng mã cho mọi sự được hanh thông thuận lợi. Đó. Và để hóa vàng mã thì quý vị cũng gì sử dụng cái quyển sách là Văn Khấn Toàn Thư nhé. Trong cái quyển sách Văn Khấn Toàn Thư thì sẽ có 77 bài văn khấn. 77 bài văn khấn để cho quý vị lựa chọn, để chọn ra cho mình những cái gì, những cái giờ ngày tốt nhất để chúng ta có thể là tiến hành công việc hóa vàng mã cũng như là thực hiện các nghi lễ cho được thuận lợi, hanh thông và may mắn. Nói chung ấy, sau khi mời tổ tiên về dự 3 ngày Tết cùng con cháu thì đến ngày mùng 3 Tết âm lịch, đó là ngày cuối cùng, tiệc xuân đã tan, con cháu cáo lễ đưa tổ tiên về với âm cảnh.
Sau cái lễ này thì gia đình tiến hành công việc hóa vàng mã, tiễn biệt các cụ. Khi hóa vàng mã, nhớ bớt lại một phần để vào là cái lễ tạ thần cuối năm. Đấy. Thì quý vị cũng thể bớt lại một phần hóa vàng mã, như là một xấp tiền vàng hoặc là gì, một cái cây vàng hoa đỏ đại để ở trên bàn thờ cuối năm, quý vị lại hóa cùng với cái lễ tạ thần hay là lễ tạ táo. Và sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cái đủ lễ để tiến hành cái công việc hóa vàng mã. Các gia đình khi tiến hành làm lễ hóa vàng mã sẽ thường chuẩn bị những cái lễ vật sau: tiền âm phủ, vàng mã, mỗi loại một ít, hoa tươi, hương, chầu cau, bánh kẹo, rượu. Có nơi thì cúng hai cây mía. Theo dân gian thì cái cây mía để các cụ chống đi cho đỡ mỏi, hoặc là có thể sử dụng để gánh đồ cúng về trời. Lưu ý, mâm cúng có thể là mâm cỗ chay hoặc là mâm cỗ mặn đều được. Tuy nhiên, nếu làm cỗ mặn thì không thể thiếu một cái đĩa gà trống. Đó. Cách làm lễ hóa vàng mã. Sau khi bày biện mâm cúng, gia chủ sẽ tiến hành thắp hương, khấn bái. Khấn bài văn khấn hóa vàng mã của tổ tiên mà Tử Thông sẽ chia sẻ ngay sau đây trong quyển sách Văn Khấn Toàn Thư. Đợi hương cháy hết hoặc là đã qua một tuần hương thì gia chủ chắp tay vái ba vái, xin phép ông bà mang vàng mã đi hóa. Khi mà hạ lễ thì phải hạ từ bậc thần rồi mới đến tổ tiên. Hóa vàng mã ở những nơi sạch sẽ, thoáng mát, có đồ hóa riêng, không được lấy tùy tiện. Đó. Khi hóa vàng mã thì nên hóa cho gia thần trước rồi mới đến về phần vàng mã của tổ tiên để không bị nhầm lẫn. Đặc biệt cái phần vàng mã này dành cho người mất trong năm thì là hóa cuối cùng. Khi mà hóa vàng mã thì cái phần tiền sớ vàng đấy đã cháy hết thì gia chủ gì nói chung ấy cũng có thể là gì bắt đầu là gì coi như là xong đấy, mời các cụ về cõi âm đấy và để nhận được cái số tiền đó. Nhiều nhà còn cẩn thận mang theo hai cây mía hơ trên cái phần tiền vàng mã mới hóa. Ví như là gì, nó là cái đòn gánh để các cụ gánh tiền, gánh vàng về cõi âm, không bị lũ quỷ nó cướp đi. Quý vị chú ý, khi hóa vàng mã không nên gảy tiền vàng, chỉ hóa để chết chách, quý vị chỉ cầm cái gậy dơ nhẹ lên thôi, chứ không được gảy tứ tung để cho gì, để cho vàng mã nó bay lung tung cả. Để tiền cháy hết, tiền mà đang cháy mà bị dùng gậy, dùng que gảy làm tiền sẽ bị rách, các cụ sẽ không tiêu được. Đó. Và phần cơm cúng để hóa vàng mã thì con cháu tề tựu đông đủ cùng nhau dùng bữa cơm thân mật vui vẻ và hóa lộc để các cụ đi lại. Đó là cái nghi lễ hóa vàng mã. Tiếp theo Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị về cái bài văn khấn hóa vàng mã trong cái ngày mùng 3, mùng 4 hoặc mùng 5 Tết. Thì sau khi mời tổ tiên dự 3 ngày Tết, con cháu tiến hành cái nghi lễ là tiễn các cụ trở về với âm cảnh. Sau cái lễ này thì gia đình hóa vàng mã trên bàn thờ, tiễn biệt các cụ. Khi hóa vàng mã, bớt lại một phần để dành cho cái lễ tạ thần cuối năm. Và sau đây là cái văn khấn để hóa vàng mã. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cái văn khấn hóa vàng mã nó ở trang 32, trang 32 của quyển sách Văn Khấn Toàn Thư. Thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Văn Khấn Toàn Thư, bao gồm 77 bài văn khấn chữ to rõ ràng để cho quý vị có thể đọc, đặc biệt là các bác lớn tuổi có thể đọc được mà gì không phải dùng đến kính. Đó. Bài văn khấn như sau: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đương Niên Thái Tuế, chí đức tôn thần. Con kính lạy ngài Thành Hoàng Bản Thổ, chư vị đại vương. Con kính lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy các ngài Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần. Con kính lạy các bậc tiên gia và chư vị tôn thần cai quản trong đất này xứ này. Con kính lạy Cao Tăng Tổ Khảo, Cao Tăng Tổ Tỷ, Bá Túc huynh đệ, cô di tỷ muội, nội ngoại dâu rể, bà tổ cô, ông mãnh, hội đồng gia tiên họ. Kính mời các cụ hiển linh. Gia chủ chúng con sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình, họ, tên, năm sinh. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết, tháng Giêng, năm Giáp Thìn. Thành tâm, sửa biện, hương hoa phẩm vật, phù tử lễ nghi,
cúng dâng trước án, kính cẩn thưa trình, tiệc xuân đã mãn, nguyên đán đã qua, nay xin hóa kim ngân, lễ tạ tôn thần, rước tiễn tiên linh trở về âm giới, cúi xin ngài đương niên thái tuế trí đức tôn thần, ngay bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương, ngài thần linh thổ địa, táo phủ thần quân, cùng các chư vị tôn thần chứng giám lòng thành của gia chủ chúng con. Xin tạ ơn các ngài, xin các ngài gia hộ cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, bốn mùa không tai ách, tám tiết có điểm lành tiếp ứng, tâm cầu sở đắc, sở nguyện tòng tâm. Chúng con cúi lại gia tiên họ, nay nguyên đán đã qua, tiên linh trở về âm giới, kính mời hội đồng tiền tổ thụ nhận lễ vật, lưu phúc lưu ân, phù hộ độ trì, dương cơ âm mộ, mọi chỗ thì được tốt lành, con cháu thì được bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, có quý nhân phù trợ, âm siêu dương thái. Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tâm thành, lượng cả soi xét, cúi xin chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó là cái bài văn khấn hóa vàng mã. Sau khi khấn xong, quý vị vái ba vái, chờ hương cháy hết 2/3, hoặc là đợi hết một tuần hương thì quý vị có thể gì xin các cụ vái ba vái, xin các cụ lấy vàng mã ra hóa đó. Thưa quý vị, trong cái lễ cúng hóa vàng mã, quý vị cũng cần phải có những cái điều kiêng kỵ sau đây. Thì quý vị có thể tham khảo thêm ở trang 32-33 của cái quyển sách Văn Khấn Toàn Thư nhé. Đó. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989-34-9119 để thỉnh cái quyển sách Văn Khấn Toàn Thư với 77 bài văn khấn để gì quý vị có thể chủ động hơn trong cái việc thờ cúng. Mỗi lần cúng khấn tổ tiên thì chỉ việc lấy ra đọc thì cũng đã được gì công đức vô lượng rồi. Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái kiêng kỵ khi hóa vàng mã. Quý vị thân mến, cái ngày tổ chức lễ hóa vàng mã không cố định mà tùy thuộc vào gia đình. Thông thường thì người ta thực hiện vào cái ngày mùng 3 Tết. Cái lễ hóa vàng mã còn có thể tiến hành vào cái ngày mùng 4 hoặc là mùng 5 Tết. Một số nhà còn gì làm vào cái ngày mùng 10 Tết, đúng không ạ? Đến tận ngày mùng 10 Tết. Theo các chuyên gia phong thủy thì cái mùng 3 Tết theo tục tập quán là ngày Tết Thầy, nên là gì để các cụ ăn Tết cùng con cháu xong thì mùng 4, mùng 5 mới tiễn các cụ về cõi vĩnh hằng. Cái mâm cỗ cúng để lễ hóa vàng mã giống như mâm cỗ cúng gia tiên chuẩn bị từ những ngày trước đó. Sau khi công cúng hóa vàng mã được làm xong thì gia chủ đem số vàng mã đã cúng trong 3 ngày Tết ra hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy cũng lưu ý những vàng mã dành cho người mới mất thì được hóa riêng và hóa cuối cùng. Cái việc hóa vàng mã nó được thực hiện ở sân hoặc là ở một góc vườn hoặc là ở trước cửa nhà, những nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát. Theo đó, khi hết một tuần hương thì người ta bắt đầu tiến hành công việc hóa vàng mã, và mỗi một lễ vàng mã đều được hóa riêng từ bậc cao xuống thấp, từ thần trước sau đó đến gia tiên. Trước khi hạ lễ thì đều phải khấn vái và cầu xin chúng con xin tiến hành hóa kim ngân lễ tạ tôn thần, rước tiễn tiên linh trở về nơi âm giới, kính mời các ngài, mời hội đồng gia tiên thụ nhận lễ vật, lưu phúc lưu ân, phù hộ độ trì, dương cơ âm mộ, mọi chỗ thì tốt lành, con cháu thì được bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, có quý nhân tiếp dẫn phù trợ, âm siêu dương thái. Sau khi lễ, cái việc hóa vàng mã nó cũng phải làm riêng. Phần tiền vàng của gia thần phải hóa trước, tổ tiên thì hóa sau để tránh nhầm lẫn. Cái tục xưa còn quan niệm tại cái nơi đốt vàng mã thì người ta thường đặt 3 cây mía để gì? Để làm đòn gánh cho các tiên linh vong hồn mang hàng hóa đi theo. Vậy thì hóa vàng mã chúng ta cần phải chú ý cái điều gì? Thứ nhất, đồ vàng mã được làm bằng giấy nên là một chút bất cẩn có thể làm rách hoặc là làm hỏng. Thật không may khi mà chúng ta gửi lễ đến người thân mà cái bộ đồ quần áo thờ cúng nó có chút không lành lặn. Khi cúng lễ xong ấy thì người nhà sẽ hóa vàng, cần phải lưu ý những cái điều sau đây. Thứ nhất là hóa vàng mã sau khi cái tuần hương đã hết, tuyệt đối không được hóa vàng mã khi hương chưa hết hoặc là chưa cháy hết 2/3. Khi hóa vàng mã thì cũng cần phải hóa hết, tránh cái việc không đốt hết, vì như thế cái đổ mã nó không được lành lặn, thủng rách, nên là khi đốt vàng mã chú ý đốt cho bằng hết, đến khi tàn cho thì mới thôi. Khi cho tàn nguội thì đổ cho vào bếp hoặc là gì, đổ xuống ao hoặc là đổ xuống sông hồ mát mẻ.
Khi thu lượng cho thì cũng phải tuyệt đối không được gì khua mà cần phải nhẹ tay. Thứ hai là tránh mua đồ mã bị rách hoặc là thiếu bộ. Vì khi đốt gửi xuống âm giới thì người thân sẽ không dùng được. Cũng giống như người trên trần gian ấy, khi dùng bất kể cái đồ vật gì không đủ bộ cũng sẽ thật là khó chịu đó. Vì vậy nên là phải thật chú ý khi mà mua đồ cúng vàng mã. Thứ ba là phải khấn đúng bài, đúng họ, đúng tên. Chia đồ mã thành từng phần riêng biệt cho từng người, ghi họ tên của từng người trên từng cái đồ mã, đồ cúng lễ vật đó. Để người thân có thể là nhận cái đồ đó của con cháu gửi xuống âm giới không bị thất lạc. Đó, đó là những cái lưu ý khi mà chúng ta tiến hành công việc khóa vàng mã. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt để tiến hành công việc hóa vàng mã trong cái ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5 Tết. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.